Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài 105 trang 50 sách giáo khoa toán 7 tập 1 phần đại số. Đề bài như sau. Tính giá trị của các biểu thức sau. A căn bậc 2 của 0,01 trừ căn bậc 2 của 0,25. B 0,5 nhân căn bậc 2 của 100 trừ đi căn bậc 2 của 1 phần tư. À, như vậy chúng ta nhìn thấy rằng cái đề bài mà có dạng căn bậc 2 thì chúng ta sẽ phải áp dụng định nghĩa căn bậc 2 vào để mà giải cái dạng bài này. Là chúng ta biết rằng nội dung định nghĩa nó là căn bậc 2 của một số a không âm là số x, sao cho x bình phương bằng a, đúng chưa ạ? Đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi giải lời giải như sau. Đầu tiên ý a. Căn bậc 2 0,01 trừ căn bậc 2 0,25 sẽ bằng. Căn bậc 2 của 0,01 thì áp dụng vào chúng ta thấy rằng là 0,01 là số A, vậy thì cái số bình phương lên mà bằng A thì là 0,1 đúng chưa ạ? 0,1 tương tự 0,25, số bình phương lên là 0,5 trừ đi 0,5 bằng 0,1 trừ 0,5 sẽ bằng 0,04. Số lớn trừ đi số bé 0,4, mà dấu của số lớn là dấu âm đúng chưa ạ? Mang số âm. Đó, giá trị của nó là âm 0,4. Tiếp theo B. 0,5 nhân căn bậc 2 cộng 100 trừ đi căn bậc 2 cộng 1 phần 4. Bằng 0,5 căn bậc 2 của 100 thì chỉ có số 10 bình phương lên mới bằng 100 đúng chưa ạ? Thì nó sẽ bằng là 10 trừ đi 1 phần 4 thì là 1 phần 2 bình phương thì sẽ bằng 1 phần 4 đúng chưa ạ? Vậy thì căn bậc 2 của 1 phần 4 sẽ bằng 1 phần 2 sẽ bằng 0,5 nhân 10 thì sẽ được bằng 5 trừ đi 1 phần 2 sẽ bằng 0,5 đúng chưa ạ? Vậy 5 trừ đi 0,5 sẽ bằng 4,5. Vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong bài 105 trang 50 sách giáo khoa toán 7 tập 1 phần đại số. Thầy chào tất cả các em.